Tử vi về ngày mùng 6 tháng 12 âm lịch Bính Dần. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Lộc Tài trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh chị chắc hẳn rằng muốn biết ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào, công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không. Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay, Bảo Hân xin giới thiệu đến quý anh chị chương trình luận giải tử vi cát hung cho ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn luận giải từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình trong ngày hôm nay, đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch trong ngày hôm nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đầu tiên là tổng quan về ngày mùng 6 tháng 12 âm lịch. Ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày mùng 6 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 18 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Bính Dần, ngày này có nạp âm là lô trung hỏa, tức là lửa trong lò. Do Dần và thân chính xung, Bính Dương Hỏa khắc canh Dương Kim, Nhâm Dương Thủy khắc Bính Dương Hỏa, đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các tuổi Canh Thân sinh năm 1980 và tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Thứ hai là tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 6 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày này cũng có phúc tinh, mã tinh giáng chiếu tới những gia chủ tuổi Tý, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan đến vấn đề giấy tờ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn để hóa giải những xui xẻo thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp tài lộc được hanh thông thuận lợi. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Sửu, nếu có cơ hội tốt thì bản mệnh cần phải nắm bắt lúc đấy mới có được tài lộc. Người tuổi Sửu trong ngày Bính Dần sẽ được các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, cho nên nếu những gia chủ tuổi Sửu đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên trong ngày này còn có hung thần kiếp sát chiếu mệnh, gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị Dậu Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba là tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Dần cần hết sức chú ý và cẩn thận. Phúc tinh giáng chiếu tới những gia chủ tuổi Dần, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan đến vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp thì cần nắm bắt các cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất. Sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư là tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Bính Dương Hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày Bính Dần cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. May mắn trong ngày còn có thái cực chiếu đến bản mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân tài lộc. Thứ năm là tuổi Thìn. Thì Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội thì nên chủ động hãy chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn.
Trong ngày còn có Mã Tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao Mã mà bị hợp thì có cũng như không. Hơn nữa những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân và để tận dụng cơ hội thì người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu là tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp bính dương hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc chiếu đến, là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên trong ngày này còn có hung tinh kiếp sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy là tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp bính dương hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý vì trong ngày này sẽ có hung tinh kình dương chủ về tai họa thương tật, cho nên gia chủ tuổi Ngọ cần tránh những nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong năm Canh Tý thì tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy, năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám là tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mùi, nếu có cơ hội tốt thì bản mệnh phải nắm bắt, lúc đấy mới có được tài lộc và sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày này còn có Kim Dư chiếu mệnh, đây là cát tinh là phú quý, sẽ có nhiều tài lộc và quý nhân để với những người tuổi Mùi. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi, đem lại may mắn tài lộc cho cả năm. Thứ 9 là tuổi Thân. Thân dương kim gặp bính dương hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Tuổi Thân trong ngày Bính Dần có văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó còn có Mã Tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba nên tứ trụ có Mã ám chỉ là người hiếu động, thích đi đây đó. Đặc biệt trong năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tang hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân Tý Thìn. Thứ 10 là tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp bính dương hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày Bính Dần, gia chủ tuổi Dậu được thiên ấp quý nhân Thái Cực đóng mệnh, đều là những ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó còn có hung thần kiếp sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế, vận thế năm nay khá ảm đạm. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11 là tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp bính dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội thì nên hãy chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để tránh quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12 là tuổi Hợi.
Hợi Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày còn có Thiên Ất Quý Nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh tham khí vượng. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não, lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan vui vẻ. Trên đây Bảo Hân đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 6 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và quan tâm ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.